hiệp hành, cầu nguyện 7 ngày bằng kinh lạy cha. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thần vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau đường lên thiên đàng xem thay mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng con đang hiện diện trước nhan Chúa, khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa. Chỉ có Chúa là đấng hướng dẫn chúng con, xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con, xin dạy chúng con lối đường phải đi và canh bước đi trên đường lối đó. Chúng con yếu đuối và tội lỗi, xin đừng để chúng con gây xáo trộn, đừng để chúng con u mê xa neo đường lầm, cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con, để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hoạt động mọi nơi mọi thời trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con, mãi mãi đến muôn đời. Amen. Ngày thứ tư, xin lương thực hằng ngày. Tiến trình hiệp hành của hội thánh phải hướng tới việc xin cho mọi người có lương thực hằng ngày. Tại sao chúng ta lại phải xin lương thực hằng ngày? Chúa Cha đấng ban sự sống cho chúng ta, chẳng lẽ lại không ban những gì cần thiết cho sự sống của chúng ta sao? Sự tồn tại của những con người đang đói cơm bánh cho thấy một chiều sâu khác của lời cầu xin này. Thảm kịch đói khát trên thế giới mời gọi chúng ta phải có trách nhiệm liên đới đối với anh chị em của mình. Ước gì trong tiến trình hiệp hành, chúng ta biết sống tinh thần khó nghèo của các mối phúc là nhân đức chia sẻ, thông chia và phân phát những của cải vật chất
cũng như tinh thần, không do cưỡng bách nhưng vì tình yêu. Ngõ hầu chữ dư thừa của người này sẽ bù đắp sự túng thiếu của những người khác. Trong tiến trình hiệp hành, ước gì chúng ta biết lưu tâm đến một nạn đói khác khiến cho con người phải diệt vong. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ước gì chúng ta biết vận dụng nỗ lực của mình để những người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Bởi vì trên trái đất này còn những người đói khát, không phải đói khát bánh ăn, cũng không phải khát nước uống, mà là khát được nghe lời Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Trong tiến trình hiệp hành, khi cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, xin cho chúng con ý thức rằng lời cầu xin thứ tư này liên quan đến bánh trường sinh, đó là lời Chúa và Thánh Thể. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn biết kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Người là hạt lúa đã gieo vào lòng Đức Maria, được dậy men trong xác phàm, được làm thành bánh trong cuộc khổ nạn, được nấu nướng trong lò huyệt đá, được lưu giữ trong các nhà tạm và được dâng lên trên bàn thờ mỗi ngày để cung cấp của ăn đàn hằng ngày cho chúng con. Amen. Chung nhịp Chúa đưa và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài trong tương quan với Chúa như là với nhau, luôn luôn gặp gỡ, luôn luôn lắng nghe cùng nhau phân định. Đó là những việc chúng con phải làm để hiệp hành cùng sống đức tin và loan báo tin mừng. Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người.
người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài trong yêu thương bác ái hết mọi người chúng con, luôn luôn hiệp thông tham gia sứ vụ hội thánh nơi nơi, ghi lời Chúa dạy lắng nghe thánh thần, cùng một lòng mà đi với nhau làm thế giới tươi màu. Biết tìm theo ý Ngài.